Tập 2. Anh... Cố Tư Giới! Cố Tư Giới! Vĩnh Ân, đi ra! Cố Tư Giới! Vĩnh Ân, anh thích em lâu lắm rồi. Cứu tôi! Cô đã đồng ý rồi. Con ranh này, định làm gì sợ chết à? Con định làm cái gì? Tại sao vì để hại tôi? Lẽ nào thằng ranh kiếm hùng đó làm thật sao? Cút! Cô! Con! Vì hại con hồi nào? Đêm hôm thế này, trai đơn gái chiếc các người làm gì thế hả? Làm gì? Cô xem này. Vì có còn là con người không? Vì có còn là con người không? Mẹ, mọi người cãi nhau chuyện gì vậy? Anh họ, anh làm chuyện xấu gì à? Còn nhảy vô linh sĩ này, vừa bị thằng khác quỷ hôn, cô đã không kìm được hả? Đã bắt đầu dụ dỗ đàn ông rồi. Đã thế còn là anh họ của cô. Đợi lão gia trở về, lão gia bị cô lập tức chết mất. Cả mày nữa, cái thằng ăn hại này, mày chưa gặp phụ nữ bao giờ à? Chưa gặp sao? Liếc mắt đưa tình với mày một cái là mày đã không biết mình họ gì tên gì. Hai đứa cậu nam nữ chúng mày. Mẹ, tôi không phải. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, chắc là mẹ em hiểu lầm chị thôi, chị đừng giận. Mẹ, trước khi chuyện này được làm rõ, đừng nói bừa. Con tin chị không phải kiểu người đó đâu. Có thể trách mẹ sao? Nửa đêm nửa hôm còn xem hai người này, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội gì? Tại sao dì lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng rất tiếc, âm mưu của dì thất bại rồi. Mẹ. Cảm ơn mọi người đã tới dự tiệc sinh nhật của tôi. Vũ hội chính thức bắt đầu. Tôi sẽ nhảy một điệu mở màn. Chúc mọi người hát hết mình, nhảy hết mình. Được, được. Mẹ của Nghi Lam mất sớm. Nếu tôi có thể giúp Nghi Lam kiếm được một cậu con rể như Kỳ Tuấn thì cũng có thể an ủi linh hồn bà ấy trên trời. Lời anh Diệu Quốc nói rất hợp ý tôi. Mong là như vậy. Chúc cho bọn trẻ trăm năm hòa hợp. Nhìn họ nói chuyện hăng say chưa kìa. Không biết đang vui chuyện gì nữa. Cha em rõ đáng ghét. Vừa về một cái đã giục người ta kết hôn. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cũng tới lúc rồi đó. Anh không chịu cầu hôn người ta, em biết gả cho ai? Em diễn cớ đi du học, vượt cả đại dương sang Pháp tìm anh. Anh đừng nói là anh không biết tại sao đấy. Nghi Lam, anh đã là người có hôn ước rồi, chẳng phải anh quỷ hôn rồi sao? Em biết anh làm vậy là vì ai chứ? Ai kể cho em biết? Vì Phượng nhà anh đó. Em đừng nghe bà ấy nói linh tinh. Bà ấy không biết gì đâu. Xem ra đường đường thiên kim của Tống gia cũng chưa xứng được với anh. Thẩm Kỳ Tuấn, anh cũng bạc tình thật đấy.
Chào Đường tiên sinh, lâu lắm không gặp. Tống tiên sinh, Đình Hiên, chào ngài. Đình Hiên, cậu đến rồi. Nào nào, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là đại thiếu gia của Đường gia. Tôi hay kể với anh, Đình Hiên. Tinh anh tài cán, rất giỏi việc làm ăn. Tôi vừa làm xong một phi vụ với cậu ấy, hợp tác vô cùng vui vẻ. Vậy à? Đại thiếu gia Đường gia đúng là tuổi trẻ tài cao. Không dám. Đức quý Tống tiên sinh, tấm lòng nho nhỏ, mong ngài nhận cho. Chúc lệnh ái sinh nhật vui vẻ. Được, được, được. Nghi Lam, có chuyện này anh muốn nói rõ với em. Nói rõ. Được thôi. Vậy em hỏi anh, hồi em mới sang Pháp một tháng, cha em bắt em phải về. Tại sao anh kiên quyết không cho em về? Vì hưởng nền giáo dục ở bên đó sẽ có ích cho em. Không phải ai ai cũng có cơ hội đó. Vậy trước khi em về nước, em nói mình chẳng còn bạn bè nào trong nước. Anh nói anh sẽ luôn ở bên em. Câu đó thì là ý gì? Bác Tống dặn dò anh, dặn anh phải chăm sóc em thật tốt. Anh có nghĩa vụ với em. Chỉ có vậy thôi. Nghi Lam, anh vẫn luôn cư xử tốt với em như em gái ruột vậy. Em gái ruột. Đường tiên sinh, có cuộc gọi tìm anh ạ. Tôi là Đường Đình Hiên. Tôi biết rồi. Tôi có tí việc gấp, tôi phải về trước rồi. Cậu giúp tôi nói với Thẩm tiên sinh một tiếng. Vâng. Thẩm đại công tử, anh thông minh như vậy, anh đừng có bảo em anh không nhìn ra em có ý với anh. Anh chừng chừ không nói trắng ra. Em còn tưởng là anh ái ngại. Bây giờ anh lại bảo anh coi em là em gái. Được. Em nói anh nghe. Tống Nghi Lam em, không cần kiểu anh trai như anh. Nghi Lam, Nghi Lam. Anh làm cái gì vậy? Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ? Không sao. Xin lỗi cô, tôi đang vội. Anh vội liên quan gì tới tôi? Hôm nay tôi gia phải Tống tiểu thư. Xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu Tống tiểu thư có nhu cầu gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi xin phép nha. Nghi Lam. Nghi Lam. Đi đi. Nghi Lam. Chẳng phải anh muốn tạ lỗi sao? Đi. Nghi Lam. Nghi Lam. Cãi nhau với bạn trai à? Đường. Đường Đình Hiên. Đường tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn trả lời. Tới đầu đường tiếp theo, rẽ trái, đưa tôi về nhà trước. Xin lỗi, tôi có việc gấp, phải về xử lý ngay. Không đi được. Tôi bảo, đưa tôi về nhà trước. Vậy thứ lỗi cho tôi khó mà tuân lệnh. Còn nữa, cô cãi nhau với bạn trai đang tức giận. Nhưng cô đừng có lôi cả tôi vào. Anh, hoặc là cô cho tôi về trước, hoặc là tới đầu đường phía trước, cô xuống xe, tự bắt xe mà về. Được rồi, chỗ này luôn đi. Mời. Đường Đình Hiên, anh chờ đấy. Tống Diệu Quốc đã nhận lời trợ cấp cho Thẩm gia quân ta mở rộng quân hưởng, còn lại thì chỉ chờ Kỳ Tuấn sang nhà họ chính thức ngỏ lời thôi. Cha, hôn sự này con không thể đồng ý. Con nói cái gì vậy? Con nóng lòng quỷ hôn không phải vì Nghi Lam sao? Vì con mà ta đắc tội với người bạn mấy mươi năm trời. Con, cha hiểu lầm rồi. Con quỷ hôn là vì thời đại đã thay đổi. Con không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân chưa từng gặp mặt, không có cơ sở tình cảm. Hơn nữa, con chỉ coi Nghi Lam là em gái mình. Con không thể lấy cô ấy được. Lúc ở ga tàu, dì Ngọc nhìn thấy con và Nghi Lam. Đó là vì lúc đó Nghi Lam đang kinh hãi. Con an ủi cô ấy. Nghe giọng điệu của Tống Diệu Quốc, Nghi Lam đã sớm coi con là người có thể phó thác trọn đời rồi.
Không đâu. Con đã nói rõ hết với cô ấy rồi. Con nói thẳng với con bé rồi sao? Cha, hôn nhân là chuyện của riêng con. Cha có thể tôn trọng quyết định của con một chút không? Đừng lặp lại sai lầm trước khi mãi nữa, được không cha? Con đang nói cái gì vậy? Kim gia đã là quý tộc hết thời, hủy hôn cũng không đáng tiếc. Nhưng Tống gia thì khác. Đó là một trong những thương nhân chính phủ hàng đầu. Nếu chúng ta kết thân được với họ thì chỉ có lợi trong đường cho Thẩm gia thôi. Hôn nhân là điều thần thánh, không phải phi vụ làm ăn. Cha, con đã bày tỏ rõ lập trường của mình rồi. Cha đừng ép con được không? Con nói thì dễ lắm. Tống Diệu Quốc là người thế nào? Hai giới chính trị kinh doanh, có ai không nể mặt ông ấy? Con từ chối hôn ước, khiến ông ấy mất hết thể diện. Như thế chẳng phải kết thân không thành, còn thành kẻ thù sao? Cha, tóm lại con chỉ có đúng một lập trường thôi. Vợ của con phải tự kiếm. Con giữ vững lập trường hôn nhân tự nguyện. Với cả, con có một thỉnh cầu không phải. Hôn ước từ nhỏ đó của con có thể không hủy nữa được không? Đừng nói con làm vậy là vì con bé Kim gia đó nhé. Ta thấy tốt nhất con nên từ bỏ ý định đó đi. Cha con đã trở mặt với Kim gia rồi. Kể cả con muốn quay đầu thì cũng là điều không thể. Lão gia, tôi thấy hôn sự này vẫn nên ấn định sớm thì hơn. Con gái lớn của Kim gia không gả đi được, vị phu nhân nhà đó lại chuyển ý đồ sang đứa con gái thứ hai. Dạo này cứ suốt ngày nịnh hót tôi. Ngày nào hôn nhân của Kỳ Tuấn vẫn chưa định, tôi nghĩ Thụy Phân sẽ không chịu từ bỏ đâu. Con không thể nào lấy Nghi Lam được. Cha, nếu cha khó xử, giờ con sẽ qua tìm bác Tống giải thích rõ ràng. Con đứng lại cho ta. Kỳ Tuấn à, hiện giờ thời cuộc rối ren, chiếc ghế ta đang ngồi, một số kẻ đã nhăm nhe rục rịch, dòm ngó lâu lắm rồi. Quân ta đang cần tập đoàn tài chính lớn chi viện gấp. Chi phí quân nhu, lương bổng ngày càng tăng, duy trì thôi cũng khó khăn lắm. Đang cần một chỗ dựa vững chắc. Tống Diệu Quốc là người thích hợp. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa cầu xin con chuyện gì. Lần này con hãy nghe ta một lần, được không? Cha, con Kỳ Tuấn. Ghé phòng của dì một lát, giúp dì chút việc. Vậy đi thôi. Nào, nào, mau vào đây. Dì Ngọc, chẳng phải dì có việc cần nhờ con giúp sao? Sao vào phòng con vậy? Chẳng có việc gì cả. Ta đang giúp con giải dây còn gì. Dì Ngọc, cảm ơn dì. Nếu không, lần đầu cha con mở lời cầu xin, con thật không biết phải làm thế nào. Cảm ơn dì chứ. Phải là ta nên xin lỗi con mới đúng. Ta thật không nên nói năng bừa bãi trước mặt cha con. Dì Ngọc, không thể trách gì được. Bây giờ con chỉ lo cha không chịu từ bỏ hôn sự với Tống gia thôi. Hôn nhân đại sự không thể gượng ép. Nhưng bất kể con lựa chọn thế nào, dì cũng sẽ ủng hộ con. Kỳ Tuấn, có phải giờ con đang hối hận vì đã hủy hôn với đại tiểu thư Kim gia không? Con đang thực sự hối hận. Tại sao lúc đó con không chịu nghe lời cha, gặp thử cô ấy trước? Thực ra trước đó con đã gặp cô ấy rồi. Nói thật lòng, con đã rung động trước cô ấy. Có điều con không hề biết cô ấy chính là Kim Vĩnh Ân. Kỳ Tuấn, con ngồi xuống đã. Đã là của con thì có đến chân trời góc bể cũng không mất được. Nhưng nếu đã không phải của con thì gần đến mấy cũng sẽ không có được. Con yên tâm, ông trời sẽ tự sắp đặt hết mọi chuyện thôi. Kỳ Tuấn, cũng muộn rồi đó, con đi nghỉ sớm đi. Phu nhân, tao đánh chết mày, con nhãi vô liêm sỉ này. Cậu nói với ông chủ đó, bây giờ giá đã giảm xuống 2 phần. Từ nay cứ cách 1 ngày lại giảm 1 phần. Cậu bảo ông ấy tốt nhất đừng nên đối đầu với chúng ta. Tôi sẽ cho ông ấy 3 ngày.
cho ông ta thời gian suy nghĩ. Vâng. Thiếu gia, cẩn thận. Có chuyện gì thế? Thiếu gia, cậu không sao chứ? Cô lái xe kiểu gì vậy? Sao cô... Xin lỗi, làm anh giật mình rồi. Quá ra là Tống Tiểu Thư. Được gặp lại Tống Đại Tiểu Thư, dù có giật mình thì cũng là bất ngờ. Có thế thôi à? Lần trước anh quản tôi trên đường cái, nói anh có việc. Hôm nay gặp lại tôi cũng nên nói lời xin lỗi chứ. Chuyện lần trước thành thật xin lỗi, tôi có việc gấp thật mới bất đắc dĩ phải về ngay. Nhưng hôm nay tôi ở đây chính thức gửi lời xin lỗi Tống Tiểu Thư. Tống Nhi Lan tôi không phải người nhỏ nhen như vậy, nhưng mà nếu anh thật lòng muốn xin lỗi thì lên xe. Tôi đi du học mấy năm cũng không nhớ gì về nơi này. Anh lái xe làm hướng dẫn viên thế nào? Không thành vấn đề. Đức Quý, cậu về trước đi. Vâng. Thật không ngờ anh cũng rất là kiên nhẫn. Vậy cũng phải xem trước là việc gì. Thôi được, vậy lần này tôi tha cho anh. Vậy cảm ơn cô nhé. Lên xe đi. Nhưng nếu tôi không chỉ đường cho cô có nhớ đường về không? Thì thử xem. Đừng đi. Tạm biệt. Thật không ngờ sự việc lại đi tới bước này. Vĩnh Ân bỏ nhà đi thật. Kiếm Hùng, con cũng đi đi. Kẻo dượng con mà về, thực sự không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Vốn dĩ con cũng đâu có gan làm thế. Nếu không tại cô, con làm cái gì vậy? Con định để cô cũng không thể ở lại trong cái nhà này nữa sao? Ta cho con biết, chuyện này tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Đi đi, nghe lời. Đi đi. Cuối cùng tôi cũng trở về rồi. Phải rồi, bầu trời ở quê hương vẫn xanh như cũ. Sao không bảo người nhà ra đón chúng ta? Anh em chúng nó đều đang bận sự nghiệp. Nếu không cần thiết thì cố gắng đừng làm phiền chúng. Giao Giao, đi. Cô dám giấu tôi ngấm ngầm qua lại với Đường Tế? Sao cô có thể làm như vậy? Cô đừng quên, cô đã có chồng rồi đấy. Em không có. Em không có mà giọng quần. Mấy năm nay em đều không liên lạc gì anh ấy. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại tặng thiệp sinh nhật cho em. Cô không biết. Đến cả sinh nhật của cô hắn cũng biết. Sao cô lại không biết? Cô định lừa ai? Lừa ai? Mở cửa. Dạ, thiếu gia. Đình Lượng. Mẹ, gần đây con bận gì vậy? Sao toàn không thấy con đâu? Vẫn là mấy việc ở nhà thôi mà.
Bây giờ cha đang đi vắng, việc ở nhà rối tung rối mù. Con cũng không thể bắt anh cả gánh hết mọi việc được. Đúng là đợt này cha con ít để tâm việc nhà. Ông ấy định cư ở nước ngoài lâu dài, dù có về đây cũng chỉ lộ mặt một chút. Vậy thì hai anh em con lại càng nên quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Anh em đồng lòng chiến thắng tất cả. Đạo lý này chắc con cũng hiểu chứ? Mẹ, đạo lý đó con hiểu, nhưng anh cả không hề trên dưới một lòng với con. Chuyện gì anh ấy cũng lấn át con. Con bức bối lắm. Con cũng không thể nói như vậy. Đình Lượng, mẹ hiểu anh cả con. Đúng là nó hành xử hơi dứt khoát, đôi lúc còn không nể nàng ai. Nhưng nó làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho đường gia mình. Con là em trai, không nên so đo với nó. Phải rộng lòng ra một chút. Huống hồ có những khi nó còn che chở cho con đó. Mẹ, vậy thì anh ấy che chở hơi quá mức rồi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh ấy đều kiểm soát. Dù con có bản lĩnh tài trời cũng không có đất dụng võ. Mẹ, không nói đâu xa, chỉ cần anh ấy chia cho con một phần sự nghiệp của đường gia cho con đảm bảo sẽ làm đâu ra đó, làm tốt hơn cả anh. Đình Lượng à, đó chính là điểm khác biệt giữa con và anh con. Anh cả con ít nói, làm thì nhiều, còn con thì hoàn toàn ngược lại. Con nói thì nhiều, làm thì ít. Con phải biết, thành công là phải làm thật, chứ không phải nói miệng. Nếu con muốn cha con coi trọng con hơn, thì con nên nói ít, làm nhiều. Đằng nào thì cha và mẹ cũng thiên vị anh con. Thảo nào anh cả càng lúc càng không coi con ra gì. Nếu con mà nghĩ thế thật, thì thật uổng công mẹ thương con rồi. Con phải biết, con người phải nhìn rõ năng lực của mình. Khi con chưa có đủ năng lực, thì tranh giành là hành động ngu ngốc nhất. Nhún nhường mới có thể bật lên, gặp tai mới có thể ra đòn. Đạo lý này chắc con nên hiểu chứ? Lão gia về rồi, lão gia về rồi. Cha về rồi. Cha, Dì Cẩm, hai người về rồi. Đình Lượng, sao không bảo con một tiếng để con ra đón mọi người? Không sao, ta sợ quấy rầy tới mọi người thôi. Chị cả, mau chào mẹ cả đi con. Mẹ cả, ngoan quá, mệt rồi phải không? Nào, vào nhà đi. Anh cả, Dì Cẩm. Duy Giao, hai năm không được gặp em rồi. Em lớn nhanh thật. Má Du, đưa họ lên tầng đi. Duy Giao, nào, đi tắm thôi. Nào, Duy Giao, đi thôi. Cha, vậy mọi người cứ nói chuyện, tôi đi thắp nhang đây. Được. Cha, cha mau ngồi xuống đi. Cha ngồi đi. Lần này ta về, một là lá rụng về cội, hai là ta đã cao tuổi rồi, cũng muốn hưởng cuộc sống an nhàn, chuẩn bị chính thức nhận lại vị trí, giao lại sự nghiệp của ta cho hai anh em. Cha, tinh thần cha sung mãn như vậy, nếu nghỉ hưu vào lúc này có hơi sớm quá. Phải đó cha, đầu óc của cha trong kinh doanh chúng con thực sự không so bì nổi. Hay là cha cứ dẫn dắt tụi con tiếp đi. Ta rời khỏi đây lâu quá rồi, cũng đã xa lạ với thương trường trong nước. Thương trường biến quá khôn lường, nếu ta còn dùng mấy chiêu thức kia để đối phó sẽ không thể đủ được đâu. Trên thực tế mấy năm qua cũng luôn là hai anh em quản lý sự nghiệp của đường gia. Ta thấy các con làm được. Tóm lại, nếu cha muốn được hưởng phúc từ giờ thì con dành cả nhất định sẽ cố gắng. Tốt, vậy thì tốt. Đình Hiên, có câu thành gia lập nghiệp, phải lập gia đình trước. Lập nghiệp sao? Con là anh cả, cũng không còn nhỏ nữa rồi. Đã có đối tượng nào chưa? Con thực sự chưa có thời gian nghĩ tới việc này. Giả lại, con cũng không muốn có nỗi lo về sau. Con sợ nó sẽ trở thành trở ngại của con trong con đường phát triển sự nghiệp. Không đúng, nhất định phải có. Như vậy con làm mọi chuyện mới có thể cẩn thận vững vàng. Con cứ toàn lo trước lo sau, chần chừ do dự, cứ thế này ta vẫn không yên tâm được. Con hiểu rồi. Nhị phu nhân, Thẩm tiên sinh đến quỷ hôn lần trước xin được gặp ạ. Thẩm Kỳ Tuấn. Dạ. Được được được, cho cô ấy vào. Dạ. Đã quỷ hôn rồi còn tới làm gì nữa? Ngốc à,
Nhất định là chuyện ta trao đổi với tứ phu nhân phát huy tác dụng rồi. Thẩm công tử đích thân tới gặp con rồi đó. Con cứ mừng thầm đi. Mau mau mau, mau về phòng đi. Túc tác lại chút, càng xinh càng tốt. Ta chưa gọi con, con đừng có ra. Nghe thấy chưa? Mau đi mau đi, đại tiểu thư của ta. Nhị phu nhân, Thẩm tiên sinh tới rồi. Chào Thẩm tiên sinh. Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Bác gái, thật ngại quá, quấy rầy rồi. Đâu có, đâu có. Nào, mời cậu ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Mời dùng trà. Thẩm công tử, hôm nay cậu... Là thế này à? Có mấy lời cháu muốn nói chuyện trực tiếp với bác trai. Có thể mời bác ấy ra đây không ạ? Thật không khéo hôm nay lão gia đi vắng rồi. Vậy Vĩnh Ân tiểu thư thì sao ạ? Có mấy lời cháu muốn nói với cô ấy? Chẳng phải đã quỷ hôn rồi sao? Còn gì để nói nữa? Cháu biết lần trước là cháu quá lỗ mãn, làm cô ấy tổn thương rồi. Cháu muốn gặp thẳng xin lỗi cô ấy. Vậy được, được được. Để tôi gọi nó. Cậu cứ ngồi đợi lát. Phủ đốc quân. Đứng lại, làm gì đó? Tôi tìm Thẩm Kỳ Tuấn. Cô là ai? Đây là phủ đốc quân, đâu phải cô muốn vào là vào. Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Mọi người nhìn kìa, đó chính là vị hôn thê của thiếu gia đó. Là cô ấy sao? Cô ấy đến đây làm gì? Tại sao mình lại phải đến đây? Muốn chứng minh điều gì? Muốn nhận được câu trả lời gì? Hay là muốn cứu vãn điều gì đây? Quá ra cô ta xinh đẹp thế này. Bảo sao Kỳ Tuấn quỷ hồn rồi lại hối hận. Kỳ Tuấn đi vắng, mời về cho. Đã bãi bỏ hôn ước rồi, còn mặt mũi đến tận đây. Cô thích chờ thì cứ chờ, nhưng tôi tốt bụng cho cô biết, Kỳ Tuấn nhà tôi đã có bạn gái ở nước ngoài rồi. Bất kể là học thức hay gia thế, cũng hơn xa cô. Cô cũng đừng mơ tưởng nó sẽ quay đầu nữa. Tôi mà là cô thì đã tránh xa nó từ lâu rồi. Cần gì phải tự chuốc nhục chứ. Không hiểu nổi Thụy Phân dạy dỗ cô thế nào. Con gái à, con nhanh lên đi. Còn coi mình là thiên kim tiểu thư thật đấy à? Thì đúng là thiên kim tiểu thư mà. Cho anh ta chờ một chút thì đã sao? Mẹ nói cho con biết, lần này Thẩm Kỳ Tuấn đến là để tạ lỗi với Vĩnh Ân đó. Nên mẹ cứ cảm giác chuyện này có gì kỳ lạ. E là cha con còn chưa về thì giấy đã không bọc được lửa rồi. Cái con này chỉ giỏi nói bóng gió. Nghe này, mẹ nói cho con biết, Thẩm Kỳ Tuấn đang ngồi ngay trong đại sảnh. Con mau ra đi, ra trò chuyện với cậu ta, dung đắp tình cảm, để mẹ cố gắng kéo dài thời gian. Mẹ, anh ấy đến có phải đi gặp con đâu. Con xông ra như vậy thì ra thể thống gì. Con không đi. Ngoan đi, bảo con đi thì con đi đi. Được, mẹ hỏi con. Con có thích một người như Thẩm Kỳ Tuấn làm chồng mình không?
Được rồi, không ai hiểu con hơn mẹ. Đi mau đi, ngoan. Nhớ lấy, nghe lời mẹ là không sai vào đâu được đâu. Biết chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Đi đi, nhanh lên. Chào anh, tôi là em gái của Vĩnh Lân, Ngải Văn. Ngải Văn tiểu thư, chào cô. Anh đừng khách sáo, mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Anh tới tìm chị tôi à? Đúng vậy. Vĩnh Lân mấy ngày nay có khỏe không? Không khỏe lắm. Kêu anh đấy. Chị tôi là Thiên Kim tiểu thư, sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà khóc lóc ỉ ôi được. Sao vậy? Nghe nói chị tôi không buồn, có vẻ khiến anh không vui nhỉ. Sao có thể chứ? Cô ấy không sao là tốt rồi. Phải rồi, nghe nói anh đi du học về à? Nước ngoài có vui không? Tôi đi nước ngoài là để học, không phải để chơi. Hơn nữa, tốt thì tốt thật, nhưng không phải chống ở dài lâu. Dù cảnh vật nước ngoài đẹp tới mấy, sau cùng vẫn thấy quê hương mình tuyệt nhất. Tiểu thư, cơm canh chuẩn bị xong hết rồi, mời cô dùng bữa. Ngải Văn tiểu thư, tôi thấy hay là vậy đi. Hôm nay tôi về trước, hôm khác sẽ sang thăm hỏi. Thẩm công tử, Thẩm công tử, hay cậu nán lại thêm chút nữa đi. Vĩnh Ân, chắc Vĩnh Ân sắp về rồi đó. Bác gái, thế này đi, nếu Vĩnh Ân đang ở bên ngoài thì cứ để cháu đi tìm thử, biết đâu lại tìm được cô ấy. Cảm ơn bác đã tiếp đón. Thẩm công tử, Thẩm, con xem con đó, sao con không giữ cậu ấy lại? Người ta đến để gặp đại tiểu thư Kim gia mà, con giữ nổi sao? Bác trai, bác trai, bác trai, cậu đến đây làm gì? Bác trai, cháu ghé phủ tìm bác. Bác đi vắng, có thể cho cháu xin chút thời gian không? Cháu muốn bàn về chuyện của Vĩnh Ân. Nói về chuyện của Vĩnh Ân à? Dạ. Tôi cho cậu biết, tôi với cậu thì còn gì để nói. Bác trai, cháu biết là cháu không đúng, cháu không nên quỷ hôn. Cháu xin bác hãy khoan hồng, lập lại hôn ước giữa cháu và Vĩnh Ân. Muốn nhận thì nhận, muốn bỏ thì bỏ. Thẩm Kỳ Túng, cậu coi Kim gia tôi là thể loại gì? Coi Vĩnh Ân là thể loại gì? Thẩm Kỳ Túng, cậu được ức hiếp người quá đáng. Đi. Bác trai, cháu biết là cháu không đúng, là cháu không đúng, cháu lỗ mãn rồi. Bác trai, tôi cho cậu biết vô ích thôi, muộn rồi. Lần này tôi ra ngoài là để tìm cho Vĩnh Ân một bà mai tốt. Bác trai, là thật sao? Hai hôm nữa là tới dạ hỏi rồi. Thẩm Kỳ Túng, tôi cho cậu biết, sau này đừng đến quấy rầy nhà chúng tôi nữa. Đi, bác trai. Bác trai. Lão gia, lão gia, ông về rồi. Thẩm Kỳ Tuấn đến đây sao? Đúng. Hắn có gặp Vĩnh Ân không? Chưa gặp. Vậy là đúng rồi. Còn nữa, tôi dặn hai người, sau này Thẩm Kỳ Tuấn đến, cấm không cho vào. Đã nhớ chưa? Vâng, nhớ rồi, nhớ rồi ạ. Lão gia, lần này ông ra ngoài làm việc thế nào rồi? Phu nhân, đáng lẽ tôi định nhắm cho Vĩnh Ân một hôn sự tốt,
trong đám quảng thân quốc thích của chúng ta. Nhưng mà thói đời đổi thay, ấm lạnh vô thường. Nhớ năm xưa Kim gia chúng ta còn hưng thịnh, ai nấy đều tranh nhau nịnh nọt cầu thân. Bây giờ bọn họ hễ gặp tôi là trốn đi còn không kịp. Lão gia, lão gia, ông đừng giận nữa. Thực ra như vậy cũng tốt. Nếu họ mà đòi người thật, chúng ta cũng chẳng có ai để gả. Bà nói vậy là sao? Lão gia, nếu tôi mà nói, ông không được tức giận đâu đấy. Con bé Vĩnh Ân này tội nghiệp quá. Tôi nghĩ nó không chịu nổi cú sốc quỷ hôn sau khi ông đi khỏi. Nó đã bỏ nhà đi rồi. Cái gì? Vĩnh Ân bỏ nhà đi sao? Bà Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, lão gia, Vĩnh Ân, cha, lão gia, Vĩnh Ân, lão gia, tôi đã tìm hết chỗ rồi, chẳng còn gì hết, chỉ còn mấy bộ đồ thôi. Vậy bà phải cho người tìm nó chứ. Lão gia, tôi tìm rồi, hận không thể lục tung cả thành này lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó. Thật sao? Lão gia, tôi biết tôi có nói gì ông cũng sẽ không tin. Phải phải, đúng là tôi có hơi hà khắc với Vĩnh Ân. Đó là vì tôi sợ ông nói. Tôi chỉ tốt với Ngải Văn, tệ bạc với nó. Hơn nữa ông cũng biết đấy, người làm nhà ta không ai biết giữ mồm giữ miệng. Tôi sợ chúng làm hư Vĩnh Ân. Đi, tất cả ra ngoài tìm. Không tìm được thì đừng có về. Vĩnh Ân, lão gia. Vĩnh Ân, lão gia. Mày cứ chơi bằng dung quá rồi. Tao đánh chết mày. Phu nhân, đừng đánh nữa. Tao đánh chết mày. Đánh chết mày. Kẻ mày trả thù tao. Vĩnh Ân, con là chị, con phải nhường em. Phải biết nghe lời mẹ hai. Dạ. Trời ạ, vẫn ở liền đó không đi à? Cũng không thấy khó coi lắm. Sao lại để người ta ngồi ở đó không ai tiếp vậy? Đại thiếu gia không có trong phủ. Tứ phu nhân nói đã quỷ hôn rồi, nên là... Như Phượng làm thế này chẳng phải thêm rối sao? Kỳ Tuấn không có nhà thật hả? Vâng. Đây nào phải đạo đại khách gì chứ. Mau gọi đại thiếu gia đi. Dạ dạ. Kỳ Tuấn, con về rồi. Dì tìm con mãi, người ta tìm đến tận nhà rồi. Dì Ngọc, dì nói ai? Ai tìm đến tận nhà? Đại tiểu thư Kim gia đó, đang ngồi trong phòng khách chờ con cả ngày rồi. Thời đại đã thay đổi rồi. Kiểu hôn nhân do cha mẹ sắp đặt đó đáng bị bãi bỏ từ lâu rồi. Nên hôm nay cháu đến để quỷ hôn. Chị Tuấn, con đi qua. Đừng đứng đó làm gì. Nhanh lên, nhanh đi. Quá ra cô ở đây à? Có chuyện gì thế? Chắc hẳn Vĩnh Ân và Kỳ Tuấn hiểu lầm gì nhau rồi. Thẩm Kỳ Tuấn, hôm nay tôi đến là để nói với anh, là tôi không muốn gả cho anh, là tôi muốn bãi bỏ hôn ước với anh. Kể từ hôm nay,
quan hệ giữa chúng ta như chiếc ly dở dụng dưới đất, từ nay không còn dính dáng. Thảo nào trông giống Út Cầm như thế. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Kỳ Tuấn, cha, Vĩnh Ân, con nghe ta nói này, cha đừng cản con, đừng cản con, cha, Vĩnh Ân, Kỳ Tuấn, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân. Vĩnh Ân.